Không thì chỗ này nè, không có đi này. Rồi, thầy hướng dẫn nha. Rồi. Giờ thầy mới nói nè. Rồi hôm nay các bạn sẽ qua cái phần là ngữ pháp nói về mệnh đề quan hệ nha các bạn. Thì mệnh đề quan hệ cũng là cũng được gọi là mệnh đề tính từ nữa nha. Tại vì các bạn biết rồi, mệnh đề quan hệ thì nó sẽ vô nghĩa cho một cái danh từ nào đó. À thì chút thì cái này hồi phổ thông thì các bạn học cũng biết rồi. Thì chút nữa sẽ được học lại cái ngữ pháp nền đó ha, kèm theo những bài tập cụ thể luôn. Mình học cái ngữ pháp hôm nay là liên quan tới cái câu viết mà các bạn có sử dụng trong cái bài viết hồi các bạn có sử dụng trong cái bài viết hồi trong tuần ha, hay là ban đầu Bình Thạnh là hồi trưa đó. Nó liên quan tới mệnh đề quan hệ như thầy nói. Thấy chưa các bạn? Rồi. Và có thể là ngày mai mình sẽ học về quá khứ đơn nữa nha. Cái thì nó nhiều lắm, nhưng mà đương nhiên là mình sẽ học nghiêng về ứng dụng cho bốn kỹ năng của IELTS luôn nha các bạn. Chứ ngữ pháp nền thì ai cũng biết rồi, nhưng mà có cái là cái này thì mình sẽ học khác với phổ thông ở chỗ là mình sẽ học theo cái dạng ứng dụng luôn, có bốn kỹ năng luôn các bạn, trong một ngữ pháp cụ thể như vậy có bốn kỹ năng luôn ha. Cho nên là chút nữa sẽ có cái phần nghe nữa, và thầy có up cái cho các bạn luôn cái audio các bạn có thể tải ha. Thì nó có nguyên một cái link cái này thì đừng quên link, có nguyên một cái link của kho đề ngữ pháp luôn đó. Thì chút nữa thầy sẽ up lại vô đây cho các bạn. Rồi. Thì trong cái phần mà ủa à lộn sorry để thầy chỉnh lại ngữ pháp ha, thế thầy đưa lại cái ngữ pháp. Thì trong cái phần ngữ pháp này á, là có cái ngữ pháp mà có chuyên hẳn riêng hẳn về học thuật IELTS, và cái ngữ pháp tổng quát, ngữ pháp thời gian là đầy đủ luôn á. Thì là cái này là cái mà mình đang học là nó có cái này ha, là trong sách này nè. Có đầy đủ luôn, mấy trăm trang lận, 500 600 lận, và có kèm theo cả cái sách luyện tập riêng nữa nha. Bản thân cái sách học là đã có bài tập rồi, và cái này là sách riêng nào, workbook, hay đây là để làm luyện tập riêng nữa này. Rồi có audio ha, đầy đủ luôn nha các bạn. Rồi nó đó, cái này là do thầy cắt ra đó các bạn, chứ trong sách nó tới mấy trăm trang rồi. Bởi vì nó liên quan tới cái câu mình viết ở trong tuần, cho nên là mình sẽ học phân tích cái ngữ pháp đó. Và có thể mai là mình sẽ học về câu bị động ha. Rồi
câu quá khứ đơn ha, bị động thì trước đó là có học rồi. Rồi có thể nữa là tới tới nữa là mình sẽ học liên quan tới cách dùng liên từ nè. À, trong khi tuy nhiên hay là cả câu so sánh luôn, đó nó có đủ những cái ngữ pháp cơ bản cho các bạn luôn. À, câu so sánh nhất, so sánh hơn. Ví dụ như vậy. Đó, rồi những cái mà ở bên cái hoàn chỉnh nhất là có liên quan tới liên từ. Cái chữ trong khi á, trong khi đó. À này đúng rồi, mặc dù này chứ mặc dù ha. Đó mình sẽ học từ từ trong cái phần ngữ pháp nền cho cái bài mình học luôn, là nó nằm ở trong đây ha, mình học chia ra từ từ ha các bạn. Tại vì đơn giản là những cái ngữ pháp này là có xài bài khác, cho nên là mình sẽ học từ từ tới các bài khác có học, có tới ngữ pháp mình xài lại và mình sẽ học tới nó luôn, mình học từ từ để kéo giãn ra ha. Được một cái lợi thế là những ngữ pháp này là mình có xài lại hết. À, cho nên là các bạn học là ứng dụng luôn thì nó rất là dễ nhớ và dễ hiểu. Rồi, mình học cái ngữ pháp nền này để mình ứng dụng vào câu ha. Thì hầu như là các bạn khá thì là viết câu được rồi. Thì chủ yếu là mình sẽ còn bên đây là lớp nền, là chủ yếu mình sẽ học kỹ cái ngữ pháp này để mình ứng dụng vào cái phần viết câu ha các bạn. Rồi, còn bạn nào có viết câu được rồi thì mình chủ yếu mình quan tâm về cái nội dung ngữ pháp để mình học. À, và cả quan tâm tới vấn đề bốn kỹ năng luôn của trong ngữ pháp đó luôn. Nó có cái hay là mình cũng luyện lại được. Luyện lại được nghe nói đọc viết, à, nhưng mà của chuyên hẳn một ngữ pháp. Vừa nắm được cách sử dụng mà vừa ứng dụng được kỹ năng luôn ha. Rồi, vô ha các bạn. Thì nói chung là bên đây thì học nhẹ nhàng. Rồi ở đây thì nó có cho mình một cái bài khởi động, à thì nó sẽ cho mình thấy những câu bên dưới ha, giống như cho mình làm thử trước á, thì nó nói rằng là những cái câu dưới là đúng hết rồi và những cái từ màu xanh ha là tất cả đều là đại từ, thì đại từ đều là đại từ hết pronoun. Vậy thì những cái danh từ nào mà những đại từ này đề cập, à hay là đại từ này đề cập đến danh từ gì, và danh từ ảnh hưởng lên việc để lựa chọn đại từ ra sao. Rồi cái này thì nó hỏi chung chung gì các bạn chưa biết hết, thì đây thầy gửi ha, cái này ai cũng biết rồi cho nên này thầy giảng luôn để cho các bạn nắm cụ thể. Đó là ví dụ như cái câu này, chúng ta đã giúp một người đàn ông và cái người này anh ta là cái người mà bị lạc ở trong cái khu rừng, thì rõ ràng ở đây thì nó lại là đại từ, là nó nhắc lại, khi ở đây nhắc lại cái người đàn ông, thì thật ra ở đây nó là một câu bình thường thôi, hai câu bình thường ha, câu này viết xong chấm một cái rồi mình viết ra một câu tiếp theo bình thường thì mình nhắc lại cái người đàn ông là he ha. Rồi tuy nhiên thì xuống đây các bạn thấy rồi đúng không, thì nhắc lại là bên đây câu đầu tiên là dạng câu bình thường có hai mệnh đề ha, hai mệnh đề bình thường thôi. À, chúng ta giúp người đàn ông và anh ấy là cái người mà bị lạc trong rừng. Rồi tuy nhiên thì xuống ở đây thì có liên quan tới mệnh đề quan hệ thầy nói đấy. À, chúng ta đã giúp cái người đàn ông, cái người mà đã bị lạc trong khu rừng. Vậy thì lúc này cái chữ who là các bạn biết rồi. À, nó sẽ bổ nó who là đại từ, là nó cũng là nó thuộc về mệnh đề quan hệ. Và chính mệnh đề quan hệ này ai cũng biết luôn. À, cái này hầu như ai cũng biết hết rồi nên thầy nhắc lại luôn, là đại diện lại hay là bổ nghĩa cho mà đâu quan hệ này là bổ nghĩa cho cái danh từ, à mà nó đứng kế bên danh từ trước, danh từ chỉ người hoặc là vật ha, cái này là chỉ người. Rồi cái này cũng vậy, à cái này là đại từ quan hệ luôn, thì mình có sự lựa chọn đó là chữ that. Rồi thu lên này nè, tháo nó mất tiêu rồi, khen nữa nè, mấy 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 đứa có đi chung không, kêu lên nhé, thầy đang giảng vô cái phần lý thuyết đó. Rồi thì cái chữ that này nó sử dụng, nó cũng là đại từ chức năng giống như who bên trên, à cũng đại diện lại cho
cái đối tượng người. Cho nên đây cũng mình cũng sẽ dịch là cái người đàn ông, chúng ta giúp cái người đàn ông, cái người mà đã bị lạc trong khu rừng. Rồi thì cái này là nói về người ha. Bên dưới thì là nói về vật, đây các bạn coi đây. Cái máy tính mới thì rất là nhanh. Rồi nó chấm, nó tách ra thì cái chữ it ở đây là đại từ, này là đại diện lại cho cái chuyện là cái máy tính đó. À. Thì cái máy tính này là trong văn phòng của tôi. Rồi câu B ha. Đọc nguyên một câu là cái máy tính mới, và cái chữ which ở đây là đại diện lại cho cái danh từ trước đó, là chính máy tính này trong văn phòng của tôi. À, thì rất là nhanh. Máy tính mới và cái chữ dat như thầy nói hồi nãy, bổ ngữ nghĩa cho người cũng sử dụng được cho vật luôn nha. À, dat bổ nghĩa cho computer là máy tính này cũng trong văn phòng của tôi. À. Rồi bây giờ mình sẽ học tới cái ngữ pháp cụ thể ha. Đây, nói đây. Thì hầu như là cái câu mà one word ở trên là các bạn có thấy rồi, cũng biết luôn rồi. À, các bạn cũng thấy rồi và cũng biết luôn rồi. Cho nên là ở đây mình phân tích cụ thể chi tiết nha. Tôi cảm ơn cái người đàn ông. À không, tao đọc nhầm. Tôi cảm ơn cái người phụ nữ, rồi cái người cô ta đã giúp tôi. Cái này cũng như ở trên nó sẽ tách câu ra, còn cái này là sử dụng mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa. À, tôi cảm ơn cái người phụ nữ, lúc này là người giúp tôi, đã giúp tôi. Tôi cảm ơn cái người phụ nữ, cái người mà đã giúp tôi. Rồi, các bạn hiểu rồi ha. Nhớ nha, mệnh đề quan hệ là để bổ nghĩa cho cái đối tượng danh từ nói về vật hoặc người đang nói ha. Nè, nó có giải nghĩa nè. Tôi cảm ơn cái người phụ nữ thì cái câu này nó, cái mệnh đề này là mệnh đề thường thôi. Rồi còn cái người mà đã giúp tôi, who helped me, thì lúc này nó là mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho cái đối tượng phụ nữ ha. Đây, thì ở đây cái bài này thì nó gọi là mệnh đề tính từ cũng được luôn nha các bạn. Mệnh đề quan hệ hay là mệnh đề tính từ là nó luôn đó. Là để giải nghĩa cho một danh từ. Rồi, biết rồi đúng không? Người đã giúp tôi là để giải nghĩa, để cho mình biết là người phụ nữ nào đó. Ha. Nè, cái mệnh đề tính từ thì giải nghĩa cho người phụ nữ để biết là phụ nữ nào. Cái này nó phân tích rất là rõ nha các bạn. Để mai đưa, nếu nếu mà được thì để mai đưa cho bé Đại với bé Thảo cái tài liệu này. Rồi, tiếp ha. Cuốn sách là của tôi và nó ở trên bàn thì cũng vậy ha các bạn. Cuốn sách, cái mà trên bàn thì nó là của tôi. Thì cái chữ một cuốn sách, cái mà trên bàn thì nó bổ nghĩa cho cái chữ sách ha các bạn. Và đát cũng như vậy. À, thì nó có giải nghĩa luôn. Who và that đều là đại từ của mệnh đề quan hệ. À, thì lại đều là chủ từ của mệnh đề quan hệ. Rồi. K, câu A, câu B thì cùng ý nghĩa ha, C, D cũng cùng ý nghĩa luôn. Đó, cái này nó ghi rất là rõ nha các bạn. Who sẽ dùng dùng cho người, which dùng cho vật, that thì cả người và vật. Thì ở đây nó có phân tích mình luôn ha. Câu này mới là câu đúng. Cái cuốn sách, cái mà trên bàn á, thì nó là của tôi. Rồi, chứ không phải cuốn sách là của tôi, cái mà trên bàn. Thì nó có giải nghĩa đơn giản và cái này ai cũng biết luôn rồi. Đó là mệnh đề quan hệ thì nó, mệnh đề tính từ cũng là mệnh đề quan hệ luôn nha các bạn. Thì gọi mệnh đề quan hệ để cho các bạn dễ hiểu ha. Mệnh đề quan hệ thì nó tiếp nối cái danh từ mà nó xác xác định cái ý nghĩa hay là nó giải nghĩa cũng được. Thì nó chỉ đơn giản là mệnh đề này sẽ đứng sau, sẽ đi đằng sau cái đối tượng đang nói, người hoặc vật ha các bạn. Rồi, còn cái này thì cái này các bạn coi thêm nha. Thì sẽ không có đi quá chi tiết nữa.
nếu mình về là không kịp, với lại mình cũng không cần thiết mà quá chi tiết nữa, mình hiểu để nắm về cái ngữ pháp mình xài trong bài viết nữa ha các bạn. Rồi rồi cái này làm bài tập nhanh thử ha các bạn. Đó, bắt đầu mình làm bài tập nè, thì cái này các bạn sẽ chọn từ 1 tới 4 ha. Cái nào mình có thể thế vô đây được liên quan tới vấn đề mà mệnh đề quan hệ hay là mệnh đề thường đó, thử đi các bạn. Rồi nếu mà giống như đây nó ngoài đáp án thì mình ghi đáp án ha. Cái này làm nhanh được nha các bạn, chừng mấy giây là xong ha. Rồi làm thử đi các bạn, rồi ghi đáp án vô cho thầy. Đúng rồi, đó, ghi đáp án vô cho thầy từ 2 tới 4 luôn nha, từ 2 tới 4 luôn đi. Được. Các bạn cứ làm từ từ nha, bên đây ưu tiên nền cho nên là cứ làm bài tập bình thường. Còn bạn nào nhanh đó thì cứ làm bên dưới luôn nha. Nó còn cả một đống cái trang bên dưới à, các bạn cứ làm tới tới ha. Đó, cái này là ngữ pháp cơ bản luôn đó. Bạn nào làm xong thì cứ cứ làm mình dưới sẵn luôn đi nha. À, nó còn nhiều lắm, còn nhiều cái hay lắm. Nó đi từ dễ đến khó ha. Rồi các bạn chọn là BC, AB, BC. Hình như cái này cái nào mà nó xài được hai đáp án các bạn nhớ chú ý nha, chứ không phải một, có khi không phải một cái đâu. Các bạn nhớ là nó liên quan tới ngữ pháp bên trên đó. Who that or with that nè, chú ý mấy cái này. Đó. Các bạn cứ ghi nha. Đây ghi thiếu rồi nè. Rồi đúng rồi. Bê đài là nhanh. Bài tại vì phổ thông đang học luôn. Rồi thầy đọc ha. Tôi gặp cái người bác sĩ. Rồi mà đề quan hệ bổ nghĩa cho đối tượng bác sĩ đúng không? Đó chính là who and that. Cái nào cũng được nha. Cái người bác sĩ mà đã giúp ba tôi sau cái tai nạn đó. Rồi đúng rồi. Who và that. Câu số 2. Rồi ok. Anh Trường cứ làm từ từ.
Câu số 2 thì đáp án là gì đây? Mình đọc thử này. Cái cuốn tạp chí Where is the magazine? À, cái cuốn tạp chí, cái cuốn mà có câu chuyện về cái người tội phạm online đúng không? À, online death. Rồi vậy thì đây là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho báo chí, danh từ chỉ vật đúng không? Rồi, cái cuốn mà có cái câu chuyện về tội phạm mạng. Vậy là B và C ha. À, B là that, cũng đại diện cho vật giống như bên trên ngữ pháp nền có đó. Và which cũng vậy luôn ha, đại diện cho vật. Rồi, who là người không phải ha. Còn cái này đang nói mà đề quan hệ cho nên là những đại từ này hầu như không có xài. À, tôi đã kể cho bạn về cái người bán xe hơi ha, à, cái người bán cái phương tiện đó, a car salesman. Rồi cũng mà đề quan hệ luôn đúng không? Cái người mà cố gắng bán cho tôi một cái xe tải bị lỗi, defective truck, defective truck, xe tải bị lỗi. Vậy thì rõ ràng đây là mệnh đề quan hệ sẽ bổ nghĩa cho đối tượng người, và người là who, that ha. Hình như bữa là quận 10 thì chưa phát cái này. Vàng tạm thời tải cái file ha, tải cái file này. Nếu mà mai mai in được cứ in vài. Hình như bữa bữa 10 thì chưa đưa cái file, chưa đưa cái này. Còn nếu mà không gần ra được thì để thứ hai thì đưa luôn cho, để tuần sau thì đưa luôn cho. Quên, để vàng thì sắp sắp thầy còn bổ sung tiết lại này. Rồi nói chung học từ từ, em học từ từ được rồi đó. Nhưng mà nếu mà in được cứ in trước, cứ in luôn đi ha, tại bài còn nhiều lắm, có gì thầy bổ sung thêm, thiếu gì thầy đưa đó. Tôi vậy thì ở đây nó là đối tượng người, salesman, bổ nghĩa cho đối tượng người là who và that. Rồi cái ngôi nhà, cái nhà mà đối diện bên đường đúng không, từ chúng tôi có nghĩa là từ chúng tôi đối diện qua đường đó, across the street có nghĩa là đối diện đường, từ chúng tôi các bạn hiểu không, có nghĩa là mình đứng ở đây đối diện bên kia, đối diện qua đường đấy là ngôi nhà này, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây và ngôi nhà này ở giữa là con đường đó. À, thì nó nói là ngôi nhà đối diện chúng tôi bên đường, hay là ngôi nhà này là băng qua đường từ chúng tôi, cái nào cũng được. Thì có nghĩa, cái nghĩa đơn giản của nó là đối diện chúng tôi, băng qua đường từ chúng tôi, đối diện chúng tôi qua con đường, đối diện với chúng tôi qua con đường, cái nào cũng được nha các bạn. Tại vì cái chữ cross nó có nghĩa là băng qua, rồi băng qua con đường từ chúng tôi thì nó có nghĩa là ngôi nhà này đối diện chúng tôi qua con đường. Để nhớ nha, nó nước ngoài nó xài cái này nhiều. Rồi ngôi nhà mà đối diện chúng tôi qua con đường thì đây là mệnh đề quan hệ đúng không, và đáp án của nó là that và which. Vậy là that hầu như là xài là hết nha. Vậy là ngôi nhà, cái ngôi nhà mà đối diện với chúng tôi đó thì sắp ha, be going to là sắp, mấy cái thì này đợt tới sẽ học luôn, là sắp được thuê sớm, rất là dễ ha. Rồi bây giờ mới tới viết câu nè, và trong quá trình viết câu là thầy sẽ kêu các bạn là viết câu của cái bài trong tuần luôn, luyện tập về cái vấn đề ngữ pháp của cái bài viết trong tuần luôn ha. Rồi nhìn vô cái ngữ pháp này, kết hợp hai câu, kết hợp hai câu sử dụng cái câu thứ hai như là một mệnh đề quan hệ, nghĩa là nó sẽ yêu cầu mình làm cái câu này thành cái mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cái câu đằng trước ha. Nó có ví dụ này, tôi thấy một cái người đàn ông giờ chấm anh ta đóng cái cửa đúng không, thì mình sẽ ghép lại là người đàn ông, người ha, who hoặc là that nè, bổ nghĩa cho đàn ông đúng không, rồi đóng cái cửa đó, tôi đã thấy cái người đàn ông, cái người mà đóng cái cửa đó. Rồi các bạn làm cho thầy từ 2 tới 6 nha. Ví dụ như nó là who và that thì các bạn sẽ gạch 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 xéo xuống á, xuyệt xuống đó các bạn, rồi làm thử đi các bạn.
Nhớ chú ý nha, mệnh đề quan hệ sẽ đứng kế danh từ nó bổ nghĩa nha các bạn. Chú ý cái vụ này ha. Mệnh đề quan hệ thì đứng kế cái danh từ nó bổ nghĩa, đứng kế cái đối tượng người hoặc vật nó bổ nghĩa đó. Chú ý cái này nha, cho nên phải sắp câu sao cho đúng. Rồi ghi đi ha, coi chừng thế nào cũng sai. Rồi cái này các bạn sẽ ghi từ từ, không gấp nha. Đây là mình đang luyện lại cái ngữ pháp câu. Rồi ghi đi ha, ghi từ 2 cho đến sau. Các bạn nhớ tải cái file về vừa coi vừa làm nha, tại vì thầy phải kéo tới cái lô để thầy sửa bài á. Girl nào, the girl is cái nào ta? À không, bình thường cái gì đó. Cô ta đã thắng cái giải và hiện tại cô ta rất là vui. Ừ thì thật ra thì cái này là do cái bài này nó ghi cái nghĩa hiện tại. Nếu mà theo hiểu thì cái nghĩa là ví dụ như hôm qua là cô ta thắng rồi, lúc đó cô ta vui cũng được, mà ở đây thì nó đang nói về hiện tại thôi. À, để xem nó xem mình có biết viết ra sao đó. Ừ, hôm qua thắng và bây giờ vẫn còn vui đó. À, bây giờ vẫn vui mà. Ừ. Là mỗi ngày vẫn vui nè. À, thì chủ yếu nó nói hiện tại thôi, là vẫn vui, còn thắng là hôm qua thắng rồi. Bình thường mà. Nếu mà nó muốn nhấn mạnh cái này nữa, nó xài hoàn thành cũng được. Vẫn còn rất là vui ha. Has still been happy vẫn được, nhưng mà thường văn nói thì nó không không cần. Nói thêm chữ still vẫn được. Rồi các bạn nhớ bấm tải file coi nó dễ ha, để thầy kiểm ha. Để thầy kiểm luôn. Sau khi kiểm xong thì thầy sẽ bấm đáp án chung cho các bạn coi. Nhưng mà thầy vẫn sẽ kiểm riêng trước nha.
Các bạn nhớ ghi ra nghe các bạn. The girl who, hoặc là that, đúng rồi, want to race is happy. Who is that sits next to me is from China. Sit in the front row. All from China, đúng rồi. Sturdy. With content. Rồi. Rồi tính là dễ, nó là đây mấy câu cũng đơn giản. The girl has thì rồi dương sai vậy này Dương ơi. Và đây quan hệ đứng kế danh từ nó bổ nghĩa là phải đứng kế cái nó phải xen giữa cái chỗ này nhé. À, nó phải xen giữa cái đối tượng bổ nghĩa và danh từ đúng rồi. Ủa sao mất tiêu rồi? Rồi, ghi đây thì cứ sửa cái gì đó. Nhớ tích cực ghi nghe các bạn. Đó, đây là ngữ pháp đó. Đây đúng là cơ bản luôn đó. Ừ, có sai gì đó thì chỉnh ở đây nó ok hơn nè. To carry rồi Maria. Rồi ni bị sai nữa nè. Mà đây quan hệ đứng kế danh từ nó bổ nghĩa là nó phải đứng xen giữa giữa cái đối tượng danh từ và cái vế động từ đằng sau ha. Rồi. Đó, vậy thì mình phải viết là cứ thầy sửa từ từ cứ viết thử ha, rồi chút nữa thầy sẽ bật đáp án và thầy chỉ luôn nè. The girl who want to race is happy. Gì vậy?
bấm mà lọt làm gì. Hoặc là rồi cái này cũng vậy ha. The student who sits next to me is from China. Rồi nói chung là Navy ghi sai hết trơn rồi nè. We are studying cái này thì lại đúng đó. Biết ngay mà. I'm using cái này thì vẫn đúng ha, tại do nó đứng sau đúng không? Rồi. The girl who does what the race is, đúng rồi. Ở với đại thì cái này rành rồi. Who next to me, the student who we are studying. Rồi chính xác hết luôn rồi. Không, cái này là anh Trương anh ghi ra câu hoàn chỉnh luôn nhé. À, chứ không phải là chỉ ghi hú đát không. Rồi cái này anh ghi lộn rồi. Nhưng mà để chúng mà coi đáp án luôn ha, rồi viết lại thôi. The girl who does want to write is happy, đúng rồi nè. The student who does. Rồi student số nhiều ha Khoa ơi. Student có S cho nên là hiện tại đơn thì cái sheet nó không không thể mét nha. À, hình như trong bài nó ghi sẵn luôn rồi. Student có ba số nhiều thì không thể match cho động từ nhé. A student who is in the front row all from China. Đúng rồi. We are studying sentence with. Chúng tôi đang học những câu mà có chứa các tính từ. Chúng tôi đang sử dụng cấu trúc. Rồi, chính xác rồi. Ok girl who doesn't want to write is happy. The student who sits next to me is from China. The student who in front row from China, we are study seven. Rồi chính xác ha. Rồi vàng cứ ghi câu nhé, ghi câu từ từ cũng được. Ừ. Rồi bây giờ thầy sẽ bấm đáp án ha các bạn, xong mình sẽ xuống dưới. À, nó có talking đây nè. Rồi talk này á. Tao đây là coi xem. Để xem có làm luôn không. Manage within pairs rift. Ông thầy nói nó có talking luôn mà. Rất hay nha. Rồi nhưng mà chắc chút để làm sao đi. Tại vì các bạn nhát lắm. Nhưng mà bây giờ phải bắt nói nha. Nhưng mà có cái bây giờ khởi động. Trước mình sẽ làm mấy cái này hay hơn nè. Nó là cái bài này nó bắt bốn kỹ năng luôn á. Rồi bây giờ các bạn cùng coi đáp án nha. Các bạn thấy sách này nó soạn nó sản xuất mà rất là có tâm, các bạn thấy chưa? Một cái ngữ pháp mà tới gần 60 cái bài tập luôn, thấy chưa? Cái này mình mới làm bài tập 3 rồi đó mà nó tới bài tập 58 luôn, các bạn thấy kinh khủng chưa? Cho nên thầy nói cái này sách này là học đường dài, học từ từ, học xen kẽ, học ôn chung với cái ngữ pháp chính á. Thậm chí là bạn nào nhất là các bạn phổ thông có thể tải cái file sách thầy nãy thầy đưa cái file sách hoàn chỉnh này đó. Ừ, tải về lấy nghiên cứu cũng được, sách này rất hay. Cái này là phiên bản 4 nha. Thầy có phiên bản 5 luôn rồi đó. Rồi, thấy chưa? Bài tập nó kinh khủng chưa? Mình mới làm bài tập 3 đó. Đó, rất là hay luôn. Bốn kỹ năng mà. Chứ những cái người biên soạn tôi suy nghĩ câu. À, cái này là script. Chapter. Sau này chapter. Hình như thầy gắn lộn mà nè, 13 14. À, ok. Các bạn đợi đợi xíu nha. Hình như gắn lộn rồi, gắn lộn cái đường. Các bạn đợi chút.
Đợi anh chút nhé. Đợi thầy xíu nha, thầy đang cắt cái file lại á. Đợi anh chút. Thầy tắt tạm cái màn hình để thầy cắt cái file nha.
À hình như nãy đúng rồi đó các bạn. Ta thấy nó ngắn ngắn thì tưởng nó bị sai. Rồi đúng rồi ha, tiếp hả các bạn. Đây ha các bạn, hồi nãy thầy nhìn cái script thầy tưởng là nhầm đáp án. Thầy giờ ông thấy exercise số 1, số 3 vậy là nãy đúng, không có sai nha các bạn, không có bị nhầm trang ha. Rồi đúng rồi. Rồi các bạn coi đáp án đi và thầy sẽ giải thích cái ngữ pháp viết trên cái đáp án này luôn nha, cho các bạn thấy luôn. Đây các bạn coi ha. Như thầy nói thì cái mệnh đề quan hệ nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ chỉ người hay là vật, và nó phải đứng kế cái danh từ đó luôn. À, thì ở đây cái chữ được girl nè, nó nhắc mình là cái vế sau là mệnh đề quan hệ đó, nhưng mà mình phải đưa đúng cái vị trí vô và phải đổi lại ha. Thì cái nói chung là đổi về cái đại từ đó các bạn biết rồi, có cái mình phải đưa đúng vị trí nha. Đây nè, ở đây nó nói rằng là cô gái thì là vui, à, cô này thì là đã thắng một cái giải. Vậy thì cái câu mà cô ta thắng cái giải là mệnh đề, nó sẽ là mệnh đề quan hệ để nó bổ nghĩa và giải nghĩa cho cái đối tượng cô gái đó là ai ha. Thì nó sẽ đứng kế cái danh từ, nó sẽ đứng đằng sau luôn, trực tiếp đằng sau cái danh từ chỉ người hay vật. À đương nhiên nó phải xen giữa cái đối tượng người hoặc vật và cái chỗ động từ chính ha. Thì lúc này nó sẽ là cô gái mà thắng cái giải hôm qua đó là rất là vui, thì cô đó đang rất là vui. Thầy đọc lại ha. Cái cô mà thắng giải hôm qua đó, thầy đọc thêm cái chữ hôm qua cho các bạn dễ hiểu ha. Thì cô ta đang rất là vui, thấy chưa? Đó, vậy thì cái mệnh đề quan hệ nó sẽ giải nghĩa cho cái đối tượng cô gái đó là ai. Tiếp theo cũng vậy. Ở đây là học sinh mà đến từ China, Trung Quốc, và cái mệnh đề đằng sau chuyển đổi thành mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cái đối tượng học sinh đó, đúng không? Rồi, anh ta ngồi kế tôi, vậy thì sẽ là học sinh, cái đứa mà ngồi kế tôi à là đến từ Trung Quốc. Như bấm bự cái bài giải kia thấy hay hơn. Rồi. Đã, các bạn hiểu ha. Coi bài giải này không? Và học sinh. Dạ các bạn hiểu ha, học sinh cái đứa mà ngồi kế tôi á, thì học sinh đó là từ China, từ Trung Quốc ha. Rồi các học sinh, à, chú ý nha, đó, hồi nãy các bạn bị nhầm cái vụ số số nhiều nè. Các học sinh thì là đến từ Trung Quốc và họ đang ngồi ở cái dãy ghế đằng trước, à, row ở đây là cái dãy ghế nha các bạn, cái dãy ghế á.
Vậy thì là mình sẽ đưa nó thành bằng đề quan hệ bổ nghĩa cho cái đối tượng người đúng không? Vậy là the student, who hoặc là that. Và đương nhiên học sinh là số nhiều thì cái chữ sheet ở đây mình không thể match ha. Nhưng mà nó để sẵn luôn rồi. À, đây đằng trước nè, student và suit nè các bạn thấy chưa? Đại từ ngôi ba suit thì theo hiện tại đơn thì cái động từ à. Và cái đại từ quan hệ bổ nghĩa cho đối tượng đó thì đương nhiên là nó sẽ tính số ít hay số nhiều theo đối cái từ đối tượng mà nó bổ nghĩa rồi. Vậy thì đây là thêm s à, động từ thêm s là của hiện tại đơn có ba suất. Thì cái vụ thì này thì để đợt sau mình học tới là à, thầy chỉ là biết rồi, nó liên quan tới bằng viết ha. Ờ, cái này số nhiều thì động từ không thêm s. Học sinh cái đứa mà ngồi ở ghế trước á thì là từ Trung Quốc rồi. Chúng ta đang bàn luận à, đang học những cái câu mà cái câu đó có chứa tính từ, mệnh đề tính từ. Thì rõ ràng là cái câu đây ở đây là đang nói cái câu đúng không? Cái câu là đang nói sentences nè. Cái câu này là chứa cái mệnh đề tính từ, vậy thì chuyển nó thành mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho sentences. Vậy đây đây là sự sự vật đúng không? Câu câu nói đó. Vậy là we are studying sentences that hoặc là which contain adjective clauses. À. Vậy là chúng ta đang học những câu cái mà có chứa mệnh đề tính từ. Hay là tôi đang sử dụng một cái câu mà cái câu đó đúng không? Này suốt ha. Ờ, câu đó có chứa một cái mệnh đề tính từ. À, tôi đang sử dụng một câu cái luôn ha. Rồi contain. Thì như thầy nói là that hay là which sẽ đại diện cho vật. Nào contain chứa một mệnh đề tính từ. Tính là dễ chứ, đâu khó đâu. Vậy chứ nhiều bạn cũng 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 khi cũng viết tới viết luôn bị sai đó. À, bạn nào sai biết ha. Mấy cái người Pháp này rất là hay nghe các bạn. Trời, Thảo vậy mới lên. Giảng quá trời giảng. À không, hơn là chưa giảng nhiều. Cơ bản thôi. Rồi bây giờ đến bài tập tiếp ha. Kêu Khang lên luôn, Khang cho nó mất tiêu rồi. Có cái nói nữa nè. À. Rồi, nhưng mà để làm sao đi ha. Chắc là mai luôn á. Ở đây bạn nào thử cũng được. Ý là nó nói là nó sẽ bắt mình là chế câu á các bạn, đưa làm chế ra cái câu hoàn chỉnh về mệnh đề quan hệ luôn à, theo ý của mình đó. À, nhưng mà có cái sẽ nói thì mình phải mở micro nói nha. Thì nó có ví dụ nè. À, tôi thích cái giáo viên cái người như thế nào, cái này liên quan tới speaking đó các bạn. Rồi rồi ví dụ nè. À, nó ví dụ nè, cái này tự các bạn đưa ý ha. Tôi thích giáo viên cái người mà có cái tính hài hước. À, hay là tôi thích giáo viên cái người mà không có cho bài kiểm tra. Rồi, vân vân gì đó ha. Kêu mà tự chế đó. Nó kêu là làm việc theo nhóm hoặc là cả lớp hay chứ. Mấy cái này là sách này dạy ngoại ngữ hơi bị hay. Nó là cái sách này là sách hay nhất trong các sách xưa giờ luôn á. Có bài tập đầy đủ là nó có cuốn bài tập riêng nữa kìa. À, ví dụ như cái người cái gì đó, cái người đó như thế nào, à cái này là tự mình chế mà đều quan hệ nè. Cái người người mà như thế nào thì những cái người đó làm tôi rất là vui. À, ví dụ như những người mà à, hay là mời tôi đi ăn à, thì những người này à, làm cho tôi rất là vui. Cái này động từ ha, amaze me đó. Cái này là cái mệnh đề quan hệ sẽ xen vô bổ nghĩa cho đối tượng people đó. Hay là tôi không thích cái người, cái này do nó đứng cuối cho nên không có dướng ha. Tôi không thích cái người mà như thế nào. À, ví dụ tôi không thích cái người mà nói nhiều. Rồi những người bạn cái người đó ra sao thì thường làm tôi bực bội, làm tôi sợ hãi luôn chứ. Rồi những cái người vận động viên nổi tiếng cái người như thế nào. À, thì những người đó là không phải là mẫu hình tốt cho trẻ em. À, ví dụ như những người mà à, vận động viên cái người mà hút thuốc đi à, hay là uống uống nước ngọt gì đó à, không, trẻ em mà đang nói là trẻ em mà hút thuốc uống nước ngọt hay là nói những cái câu không tốt nhưng mà chưa thề vậy đó. Đây mà chờ vận động viên giống như cầu thủ bóng đá này nọ đó. Thì những người này không phải là mẫu hình tốt cho trẻ em đó, các bạn chế được ha. Thì ở đây nó cho bốn cái ví dụ à, các bạn lấy câu khác cũng được. Và cái này bắt buộc phải nói
thầy thầy nghe được nha, thậm chí là cả lớp luôn. Rồi, nhưng mà này để bữa sau làm, tại bây giờ bắt các bạn ngồi làm đó, các bạn ngồi rảnh biết chừng nào xong đó, cho nên là cho các bạn khởi động xíu. Rồi bây giờ đến cái phần listening nha các bạn, listening nhé. Rồi bài tập số 5. Và đây là có công thức sản xuất verb you hear. Đợi lại xíu nha. Cái này hay nè các bạn, cái này nó liên quan tới phần listening nè, nó liên quan tới cái phần listening của bên IELTS, nó cái dạng mà đọc tắt á. Contracted là dạng rút gọn nha các bạn. Nè, nó nói nè, khi mà cái chữ who được rút gọn ha, với một cái trợ động từ, trợ động từ là will gì suốt gì đó, thì những cái trước sự rút gọn này là thường khó, rất khó nghe. Cái này đúng là nó sẽ liên quan tới phần listening mà các bạn làm cả bên bài IELTS luôn. Nó có phần mà nó giống như là will not, nó đọc will not, đọc là won á, hay là can't, aren't đó. Mấy cái phủ định đó các bạn. Thầy cũng hay cho bắt các bạn phải nghe kỹ mấy cái này nè. Rồi sẵn có bài tập mình làm luôn. Giống như trong listening bữa thầy nói là mấy cái yếu tố phủ định nhiều khi nó đọc tắt á, nó làm tắt, nó đọc nhanh đó các bạn, khó nghe đó. Giống như bữa cái bài mà gì dịch vụ bệnh viện miễn phí đó. Còn nhiều lắm nha các bạn, cái đó phải tập nghe mới ra nha. Rồi nhưng mà sẵn mình tập cái này luôn. Rồi vậy thì cái này thì chưa có bắt các bạn làm gì ha. Rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ tập nghe trước thử nó nói, nó sẽ đọc cho mình nghe qua. Rồi sau đó là chúng mới xuống bài tập nha các bạn. Rồi, ủa. Complete the sentence. Cái này thì không phải. You part 2. Các bạn đã xíu hồ sơ cái này audio máy này. Part 1. Hình như một cái audio. Rồi các bạn cứ nghe ha, cứ nghe đi. Hình như nó hai cái luôn. Rồi nghe ha các bạn. Thì thầy cũng sẽ bấm hai lần, nhưng mà cái này thì what is the two for? Đây là xíu cần làm rồi, này biết cần phải làm rồi. Các bạn cứ nghe và làm luôn đi, hồi là mình làm luôn đi ha. Rồi cái này nghe đi, nhưng mà thầy nghĩ các bạn nhìn chắc cũng biết rồi, nhưng mà có cái là cứ nghe đi ha, nghe rồi cứ làm. Thì cái này là các bạn cứ viết giống như kiểu những cái nó ví dụ cho mình vậy đó. Mặc dù nó đọc tắt nhưng mà các bạn cứ ghi ra theo kiểu là full đó. Rồi vừa nghe vừa ghi ha. Thật ra cái này là có liên quan tới ngữ pháp sẵn rồi, các bạn thấy là cũng biết rồi, nhưng mà cứ nghe đi ha. Chapter 13, Adjective Clauses. Exercise 5, page 271. Part 1. 1. He has a friend who will help him. 2. He has a friend who's helping him. 3. He has a friend who's helped him. 4. He has friends who are helping him. 5. He has friends who've helped him. 6. He has a friend who'd helped him. 7. He has a friend who'd like to help him. Part 2. Chapter 13, Adjective Clauses. Exercise 5, page 271. Part 1. 1. He has a friend who will help him. 2. He has a friend who's helping him. 3. He has a friend who's helped him. 4. He has friends who are helping him. 5.
He has friends who've helped him. 6. He has a friend who'd helped him. 7. He has a friend who'd like to help him. Part 2. Rồi, mình sẽ nghe qua part 2 luôn ha. Part 2 nó mới có nhiều cái mình làm nè. Thì thầy dặn nè, bạn nào chưa nghe tốt á, ví dụ như vàng cũng chưa nghe được kỹ câu ha. Rồi nói chung là ai chưa nghe tốt á thì các bạn, cái file này là các bạn kéo xuống cái trang kéo xuống á, cái mục hình như là mục cái mục mà coi coi trong số trang nữa ha. Tại vì ở đây nó bao gồm có cái phần script, cái này thì là đáp án thôi, còn cái script á nó trên đây nè. À đúng rồi nè, cái này là cũng dễ thấy lắm, hình như là trang trang 459 á, tại cắt theo cái này. Đó, nó sẽ đọc lại cho các bạn. À, chụp xuống dưới đây cũng vậy luôn ha. Rồi. Rồi bây giờ tới cái phần này nó sẽ khó hơn. À, nó cũng sẽ bắt các bạn nghe cũng cái dạng là rút gọn nhưng mà mình phải ghi hoàn chỉnh nha. À, ví dụ như tôi biết một người đàn ông, cái người mà who's lived. À, tập nghe luôn cái vụ ed ha. Cái này có cái hay chỗ là nếu nó hoàn thành là có xài được ed này. À, cái người mà đang sống tại 20 đất nước khác nhau. À, thì các bạn cần phải nghe được cái tắt đó rồi mình phải tự ghi ra cách hoàn chỉnh ha. Thì chủ yếu là mình sẽ chú ý cái vụ động từ thôi. À, thì ở đây nó sẽ đọc mấy cái vắn tắt và các bạn phải biết là nó đọc cái từ gì nha và đầy đủ là gì. Thì cái này các bạn sẽ rồi, nói chung là giống như listening ở trong bài IELTS thôi, thì các bạn sẽ ghi chú rồi ghi lại luôn ha. Thì chắc phải bấm chắc phải 3 lần á, tại vì nó nhiều khi nó nhanh quá các bạn ghi không kịp hết. Rồi tập ghi chú luôn đi ha, chắc sẽ bấm 3 lần. Còn bạn nào chưa cứng thì nghe được nhiêu nghe, ghi được nhiêu ghi cũng được, cũng đâu có nhiều, đâu 8 đến 14 mà. Rồi sau đó là chút nữa mình sẽ script thôi. À, tập nghe lại rồi nghe ha các bạn, phần 2 ha. À quên, để thầy dịch cái đi cho các bạn dễ theo dõi. Bên đây là ưu tiên các bạn yếu. Tôi biết một cái người, rồi cái người đó gì đó thì rất là tốt cho công việc. Tôi biết một cái người cái gì đó đăng ký vào công việc mới. À, cái người đàn ông, cái người gì đó, động từ ha, liên quan tới cái vế đằng sau, mấy cái này là liên quan tới động từ. Thầy nghĩ create ở đây khả năng nó là tính từ đúng không, vì khả năng chỗ này là to be quá đó, dù vậy mình đoán thử chút xíu ha. Rồi to apply, to do something, không biết là cái gì đây. Rồi người đàn ông, cái người mà cái gì đó, cái cuộc nói chuyện, cái hay là cái bài phát biểu, the speech, là cái bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của chúng ta. Rồi tôi biết một cái người y tá, cái người gì đó, động từ gì đó, xung quanh thế giới để giúp mọi người. Hãy cùng nói chuyện với những người, cái người gì đó, cái diễu hành ha, cái gì đó liên quan tới diễu hành, biểu tình gì đó, protest march nè, diễu hành biểu tình cái vụ gì đó. Rồi có những người tại nhà máy, there are people at the factory. Có những người tại nhà máy, cái người đó như thế nào? Ở đây, ở đó, tất cả những cái đời sống của người lớn, đời sống trưởng thành của họ. Rồi nói chung mình phải nghe được cái động từ nha. Rồi bác sĩ, cái người gì đó, rồi thấy cái chữ khéo là mình nghi vậy. Chữ gì thì đi với khéo á. À, rồi cũng là một phương án để mình tập listening luôn á, mà nói ít hơn. Alright, my mother retired. Thì bác sĩ, cái người gì đó care up, giống như chăm sóc nè, mẹ của tôi thì bác sĩ đó nghỉ hưu ha. Đây là một cái trường hợp cũng là mình đây quan, cái này thì câu 14 là trường hợp mình đây quan hệ nó sang giữa ha,
xen giữa cái chủ từ, cái danh từ doctor và cái động từ chính của nó retire. Retire đây là đang nói bác sĩ đó. Nghĩa là bác sĩ, cái người mà chăm sóc mẹ tôi ha, là bác sĩ đó nghỉ hưu rồi. Giờ kia đọc không kỹ thấy cái gì tưởng người mẹ của tôi nghỉ hưu, không phải nha. Là nghe ha các bạn. Chắc thầy bấm 3 lần. Ưu tiên bằng yếu nha. Part 2. Example. You will hear, I know a man who's lived in 20 different countries. You will write, I know a man who has lived in 20 different countries. 8. We know a person who'll be great for the job. 9. We know a person who'd like to apply for the job. 10. That's the man who's giving the speech at our graduation. 11. I know a nurse who's traveled around the world helping people. 12. Let's talk to the people who are planning the protest march. 13. There are people at the factory who've worked there all their adult lives. 14. The doctor who'd been taking care of my mother retired. Chapter 13. Adjective clauses to help him. Part 2. Example. You will hear, I know a man who's lived in 20 different countries. You will write, I know a man who has lived in 20 different countries. 8. We know a person who'll be great for the job. 9. We know a person who'd like to apply for the job. 10. That's the man who's giving the speech at our graduation. 11. I know a nurse who's traveled around the world helping people. 12. Let's talk to the people who are planning the protest march. 13. There are people at the factory who've worked there all their adult lives. 14. The doctor who'd been taking care of my mother retired. 7. He has a friend who'd like to help him. Part 2. Example. You will hear, I know a man who's lived in 20 different countries. You will write, I know a man who has lived in 20 different countries. 8. We know a person who'll be great for the job. 9. We know a person who'd like to apply for the job. 10. That's the man who's giving the speech at our graduation. 11. I know a nurse who's traveled around the world helping people. 12. Let's talk to the people who are planning the protest march. 13. There are people at the factory who've worked there all their adult lives. 14. The doctor who'd been taking care of my mother retired. Tim. 7. He has a friend who'd like to help him. Part 2. Example. You will hear, I know a man who's lived in 20 different countries. You will write, I know a man who has lived in 20 different countries. 8. We know a person who'll be great for the job. 9. We know a person who'd like to apply for the job. 10. That's the man who's giving the speech at our graduation. 11. I know a nurse who's traveled around the world helping people. 12. Let's talk to the people who are planning the protest march. 13. There are people at the factory who've worked there all their adult lives. 14.
The doctor who'd been taking care of my mother retired. Rồi ghi đi các bạn. Các bạn nào chưa cứng không sao, ghi được một câu cũng được. Nói chung là nghe được bao nhiêu ghi bao nhiêu thử ha. Cũng có cái hay của nó. Cái này nó hơi nhanh đó. Ừ, Vàng nhớ ghi em ghi cái câu bên trên hồi nãy thấy đang viết viết rồi thấy chưa ghi nè. Ghi giống các bạn để thầy chỉnh ha. Không sao, làm quen từ từ. Rồi. Còn nghe nghe chưa kịp thì có cái phần script này thầy nói đó. Nghe chưa kịp thì cứ tập nghe trước cũng được. Lật cái script cho tập nghe trước cũng được. Đó thì cũng dạng luôn, bạn nào chưa chưa đủ cứng thì có thể là lật cái script nghe trước cũng được nha. Tại vì cái bài cái tài liệu này nó có những cái chỗ mà nó hơi nhanh hoặc những cái chỗ nó chậm rì à. Rồi. Ghi đây các bạn. Không sao, cứ ghi cái này liên quan tới listening đó. Ừ. Ghi đi, bắt đầu mình sẽ cùng kiểm ha. Ừ, Vàng nhớ ghi cái câu bên trên cho thầy luôn nhé. Câu hồi nãy cái câu này nè, cái câu bài tập 3 nè, em chưa có độ cứng thì cứ ghi cái dù có thầy có giải thích rồi thì cứ ghi lại luôn. Vàng ghi á. Ghi chuyển vô lớp ha, tại vì đây là những câu ngắn thì em sẽ ghi em chuyển vô luôn. Ừ. Cứ ghi lại bài tập 3 đi ha. Thầy kiểm luôn. Giống như các bạn ghi. Rồi, các bạn còn lại thì ghi bên dưới tiếp ha. Đó, nhiều bài tập hay đó. Nó còn nói nữa đó. Ừ, nói là chắc chắn là vẫn phải làm nha các bạn. Rồi, nhưng mà thầy sẽ chia ra làm trước cái phần này. Sẽ chia ra làm trước cái phần này. Chút nữa xuống, chút nữa mình phải tập ghi câu lại cái phần bài trong tuần nữa nha. Rồi, ghi đi các bạn. Nói chứ nhiều khi học tới 11 giờ nghe bà. Thôi sao bạn nào rất mạnh. Bé Phương này cứng rồi. Ai bấm. Bạn nào bấm cái nít nhảy vô quá giờ. Mình sẽ làm tiếp bài tập này, cái khúc này cho xong ha. Rồi mình sẽ qua viết cái câu của bài trong tuần nha các bạn. Còn cái này là bài tập này nó cũng là mệnh đề quan hệ nhưng mà nó chuyên sâu hơn nhé. Nó chuyên sâu hơn, cái này là liên quan tới mệnh đề quan hệ dạng túc từ rồi, thì cái này là bên cái bài viết trong tuần mình không có cho nên là mình sẽ khoan học cái đó. Ủa warm up hình như warm up là qua bài khác rồi. Khoan, đây thì có cần không ta? Which red? Vẫn cần nha, nhưng mà cái này là lại là chắc liên quan tới cái tiểu luận sắp tới mình mới học. Còn bài trong tuần thì cái phần mà này quan hệ của mình đơn giản hơn. Rồi vậy là các bạn cứ làm listening xong ha, bắt đầu mình nghe lại rồi mình sẽ quay qua cái bài trong tuần mình viết nè. Rồi còn đúng giờ phải nói này nè. Rồi, chắc ngày mai nói luôn. Các bạn nhớ bật micro nói nha. Còn Vàng thì vẫn gửi cái câu này nha.
Là chút nữa làm luôn cái bài trong kia. Rồi cùng kiểm script nha. Ở đây thì có bạn ghi ghi được, các bạn ghi dẫn thiếu, rồi bị ghi quá trời ghi luôn. Tốt thì cứ nghe mình cứ đoán cũng được, ghi nhiều ghi nha. Rồi Thảo ghi được vài câu, ok cũng được. Rồi cùng kiểm ha, mỗi bạn mỗi đáp án luôn. Rồi đây các bạn coi đây. Giờ đây các bạn coi đây ha. Chúng tôi biết cái người và đây là rút gọn của chữ will đó các bạn. Who will be là who will be. Rồi, cái người mà sẽ tốt cho công việc ha. 32 chắc đây ta bấm luôn để chắc coi nó đáp án luôn đi cho các bạn dễ dễ theo dõi hơn. Chút nó nghe là script đi. Rồi. Exercise 5. Đây, nó đây. Đây sẽ ra mấy đây? 5. Đúng rồi, 5 đúng rồi. Rồi đây. Rút gọn ha, từ bài tập số 8 nè. Rồi các bạn thấy chưa? Who will be. À. Rồi cái này là would like. À. Is giving. Đó, xem qua ai đúng hết nha. Has. Cái này is giving thì nó sẽ tắt là cái chữ S đó các bạn, nó đọc sờ thôi. Còn would like cái này thì nó sẽ phẩy D ha. Will be thì nãy giờ mình có thấy rồi, đó sẽ là phẩy hai chữ L nè. Rồi has trouble thì nó sẽ phẩy cái chữ S luôn. Cái này thì rất là dễ nhầm với cái lại to be ha. Is has trouble. Cái này is cũng phải s luôn. Cho nên là mình cần phải nghe kỹ cái dòng đằng sau là động từ thì mình hay là động từ ed ha. Và cái này cái là cũng sẽ là cái để mình luyện tập nè. Là tập nghe cái vụ ed á. Trouble. Cái này thì không có âm âm đuôi thì nó sẽ đọc là d ha. Rồi. Planning cũng vậy. Rồi. Nó phải RE thôi đó. Hard word. Cái này đọc là T ha. Tại vì âm K nó có âm hơi. Rồi. Và đây là phải VE. Và cái này đúng là khó nghe thầy. Been talking. Cái này là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hơi khó nghe nha. Thực ra mình không xài tới mức này đâu. Nhưng mà mình vẫn tập nghe thôi. Listening mình cũng không có, không có nhiều cái này nữa. Rồi các bạn nghe là script nha. Không sao cái phần này khó thiệt. Chủ yếu là mình sẽ tập nghe
cho nó phát âm lại. Rồi đây, các bạn nghe lại. Rồi nghe lại ha. Seven. He has a friend who'd like to help him. Part 2. Example. You will hear, I know a man who's lived in 20 different countries. You will write, I know a man who has lived in 20 different countries. 8. We know a person who'll be great for the job. 9. We know a person who'd like to apply for the job. 10. That's the man who's giving the speech at our graduation. 11. I know a nurse who's traveled around the world helping people. 12. Let's talk to the people who are planning the protest march. 13. There are people at the factory who've worked there all their adult lives. 14. The doctor who'd been taking care of my mother retired. Chapter 7. He has a friend who'd like to help him. Part 2. Example. You will hear, I know a man who's lived in 20 different countries. You will write, I know a man who has lived in 20 different countries. 8. We know a person who'll be great for the job. 9. We know a person who'd like to apply for the job. 10. That's the man who's giving the speech at our graduation. 11. I know a nurse who's traveled around the world helping people. 12. Let's talk to the people who are planning the protest march. 13. There are people at the factory who've worked there all their adult lives. 14. The doctor who'd been taking care of my mother retired. Hơi nhanh ha, hơi nhanh ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ rồi tập viết ngữ pháp nha, tập viết câu nha. Và cái này thì như thầy nói là sẽ trọng tâm về vấn đề nền tảng. Và cái file của thầy ghi cái bài này là đã có tách ra luôn cả cái phần cơ bản luôn. Mặc dù có câu dễ nhưng mà ở dưới thầy đã tách ra luôn rồi đó. Và cái này mục đích là để vừa ôn lại cái bài trong tuần. À mà vừa tập viết cái câu ngữ pháp ha. Thì bên đây thầy sẽ không bắt các bạn phải viết hoàn chỉnh bài. Đương nhiên rồi. À, mình sẽ chú trọng về vấn đề ngữ pháp. Thì hầu như nói chung là tới phần này nếu mà ai có cứng rồi đó thì các bạn khỏi viết cũng được. Còn ai chưa cứng thì tập viết ha. Mình sẽ áp dụng cái ngữ pháp hồi nãy mình học để mình đưa qua nè. Rồi các bạn coi đây ha. Còn bạn nào cứng rồi thôi giống như ôm thêm cái bài ngữ pháp này là được rồi. Có thể off trước cũng được. Còn bạn nào chưa cứng tập viết nè. Bắt buộc luôn tại vì cái này mới là bài chính nha các bạn. Còn ngữ pháp kia là để cho mình nắm về cái cách sử dụng như thế nào. Trong một câu này rất nhiều ngữ pháp nha. Các bạn thấy chưa? The workers who nè. Cái này là thầy chưa nói, mình chưa tới chứ không? Mình chưa tới về cái bài mệnh đề ngoài hay rút gọn nữa đó. Còn cái rút gọn nữa nha. Nó còn tuốt ở dưới nữa đó. Rồi. Nhưng mà học nữa thì không kịp. Cho nên là với lại cơ bản thì cứ làm từ từ thôi. Mình sẽ viết theo kiểu đầy đủ trước nha. Còn cái rút gọn nữa. Rồi bây giờ tập viết ngữ pháp nha các bạn. Thì thầy sẽ giảng lại cái câu này. Cũng là bài trong tuần luôn. Và thầy nhấn mạnh về cái mệnh đề quan hệ. Và trước mắt là mình sẽ viết câu này thôi. Rồi mình vẫn sẽ viết đầy đủ ha. Đầy đủ cái câu này. Rồi nhưng mà có cái mình sẽ xoay đi chuyển lại cái vấn đề mệnh đề quan hệ nha các bạn. Các bạn có thể thay thế cái chữ who này, chữ that á. That mới học ngữ pháp không ta? Rồi thầy giảng ha. Thầy giảng lại cái bài này trong tuần có nè. Thầy quên nói cái này nữa là cái tuần mà mình học
biểu đồ của bên lớp học thuật thì cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật thì mình sẽ có thêm cái mail ha. Thì khả năng ngày mai có học thêm viết mail nữa. Rồi, nhưng mà mình sẽ chú trọng về vấn đề ngữ pháp trước nha. Tại hầu như các bạn còn bị vấp cái ngữ pháp. Cho nên bây giờ, cho nên ngày mai sẽ xem lại là có thể viết mail luôn. Là viết thư đó các bạn. Đây là bài của Gerald. Với lại cái bài reading của Gerald chưa làm nữa nè. Cho nên ngày mai công việc còn rất nhiều. Ngày mai thì mình vẫn sẽ tiếp cái phần viết này chung với bài ngữ pháp. Khả năng là với cái phần rút gọn. Rồi, làm tiếp cái phần reading của cái phần Gerald mà thầy có pháp mà các bạn chưa làm nè. Tuần trước chưa làm nè. Và viết mail là nói chung nhiều lắm. Có khi học tới 12 giờ. Nói chứ học tới 11 giờ thôi. Rồi bây giờ phân tích cái này ha. Thầy đọc lại cái bài biểu đồ trong tuần. Đó là cái biểu đồ cột. À, đưa ra con số. Rồi các bạn cơ bản thì cứ viết lại là được. Khỏi đổi cũng được nha. Cái file thầy đã để sẵn. Thầy có để xuống lên Pages luôn rồi đó các bạn. Các bạn có thể kéo cái file xuống coi cũng được. Rồi quan trọng ngữ pháp hôm nay mình học là cái phần này. Đó chính là những người ha, làm việc các bạn muốn đổi people cũng được. Những người làm việc. Cái người mà đây nó đây, mở đây quan hệ đây. Người mà gọi câu bị động thì các bạn cũng học luôn rồi. Người mà được tuyển dụng vô ha. Và cái phần từ vựng đổi cho cái phần này đổi từ đồng nghĩa thì các bạn có thể kéo bên. Kéo lên cái trang đầu đó. Thầy có cái bài hoàn chỉnh á, nó có cái từ vựng đó các bạn xài lại ha. Tại vì bên đây thì thầy cái page thì thầy sẽ để theo cái ngữ pháp cơ bản cho nó dễ nhìn. Nghĩa là tách lại cái phần dễ bên trên thầy đưa xuống thầy chỉnh lại nữa đó. Còn từ vựng thì nó chỉ có một cái thôi các bạn cứ lấy bên trên xài xuống. Thích từ nào lấy từ đó thôi. Rồi cái người mà được tuyển dụng vô ha. Vậy thì hai cái ngữ pháp đó là câu bị động và mệnh đề quan hệ thì các bạn học hết rồi. Hôm nay học luôn mệnh đề quan hệ là biết rồi. Cái người mà được tuyển dụng vô năm công việc hay là năm loại hình công việc cũng được. Từ đổi chữ ha. Trong một khu vực tại Úc. Thời gian rồi. Thì các câu như vậy các bạn cứ viết lại thôi cho nó quen trước rồi đã. Bởi vì trọng tâm là mình sẽ viết mệnh đề quan hệ. Thì các bạn sẽ viết lại mỗi người viết 3 câu. Bao gồm việc đổi từ vựng và bao gồm việc đổi từ vựng theo ý muốn của các bạn bên trên có sẵn đó. Các bạn lục lại ha, cái phần mở bài đó. Có sẵn luôn rồi nha các bạn. Cứ ghi đi, lỡ đổi sai thì mình chỉnh lại. Hầu như trong tuần các bạn có học cái này rồi. Và phần này mình sẽ chú trọng về vấn đề là mệnh đề quan hệ và câu bị động ha. Chủ động luôn cũng được. Nếu mà động từ chủ động bên trên thì các bạn xài chủ động. À, chú ý cho thầy về vấn đề đó là thì nha, quá khứ đơn. Thì cái này sắp tới mình học luôn. Có thể là ngày mai luôn. Nhiều ha. Rồi các bạn hiểu được hướng học rồi đó. Là mình nắm được ngữ pháp và mình viết lại câu này. Viết đầy đủ như vậy ha. Rồi ghép thêm cái vấn đề động từ chủ động hoặc bị động. Cái nào cũng được. Rồi các từ vựng khác thì chắc để thầy nhắc lại chút xíu ha. Rồi động từ thể nguyên mẫu ha. Động từ thể có ghi luôn rồi nè. Các bạn cứ xài lại thôi. Vừa học ngữ pháp hôm nay mà vừa ôn tập luôn cái từ vựng. Vừa học luôn cái từ vựng. Đã học trong tuần rồi. Thì những cái bi như vậy thì để nguyên mẫu. Nhưng mà các bạn phải chỉnh lại ha. Thì nhớ chỉnh lại thì cái này sẽ liên quan tới vấn đề là quá khứ. Thì cái bi quá khứ nó bao gồm là was hoặc là were thôi. Ok ha. Còn động từ chủ động
Ví dụ như chữ worked thì các bạn cứ thêm ed vào rồi ha. Have thì đây là nguyên mẫu luôn, các bạn phải chuyển về quá khứ. Rồi, chắc ngày mai học luôn quá khứ đơn quá. Cái này cũng vậy. Rồi các bạn cứ ghi đi, lỡ sai gì đó thì thầy chỉnh lại cho. Select and opt, cái này là thêm ed ha. Selected và opted á. Choose thì bất quy tắc. Quá khứ của nó viết một chữ O ha. Rồi thử đi các bạn. Còn những cái từ vựng này bên dưới có rồi. Các bạn viết đơn giản thôi. À, khu vực, vùng, loại hình công việc. Cái này chỉ là cụm danh từ thôi. Thì các bạn cứ viết lại thôi. Workers các bạn đổi thành people cũng được nha. Này chắc ghi people được rồi. Nó thậm chí là đổi people luôn cũng được cho nó dễ. People. Tại bên đây thì còn mấy cái chữ này nữa nè. Nhưng mà chắc khó quá thì thôi mình lấy chữ people được rồi. À. Rồi thời gian thì các bạn muốn ghi between and from to hay là in 2 năm cũng được luôn. À, có people này đúng rồi, này dễ nè. Rồi ghi cho thầy cũng 3 câu như vậy ha. Thì mỗi câu là điều đổi từ vựng và chú trọng cái vấn đề mệnh đề quan hệ liên quan tới câu chủ động hay bị động và quá khứ đơn. Chắc ngày mai học quá khứ đơn luôn quá. Thầy sẽ cắt cái file thầy chuyển vô sẵn ha. Và cũng có đầy đủ listening, reading, nói chung là 4 kỹ năng luôn, nghe nói đọc viết luôn, rất là thú vị. Rồi làm cho thầy 3 câu này thì ha, là xong. Chú ý về vấn đề mệnh đề quan hệ. À, các bạn có thể who hay that cũng được. Học rồi. Câu bị động, học luôn rồi. Câu chủ động, cũng vậy luôn. Rồi, có cái là chú ý thêm vấn đề là thì quá khứ đơn. Rồi, sai đúng gì đó thì thầy sẽ chỉnh tiếp. Còn lại những từ vựng này thì các bạn biết đổi rồi. Cứ đổi sẵn ha. Trong bài có rồi. Rồi viết đi ha. Viết cái này là xong á. Chú ý nha, chú ý cái vấn đề mệnh đề quan hệ động từ chủ động, bị động và quá khứ đơn. Đó thì gạch sẵn cho các bạn coi đó.
Porridge. Ba câu nghe là Thảo rồi. Mới còn câu rồi. Các bạn ghi ba câu nằm lần luôn. Ghi từ từ nha. Mình ghi mở bài là xong rồi. The pie chart shows the number of people that work. Đúng rồi nè. The pie chart of work. Ok. Nếu mà có bị trùng thì có thể đổi ha. Your type of jobs cũng được. Ok. In the region, in Australia. Rồi, chính xác. Rồi, ba câu ha. Sẵn tập từ vựng luôn. Vừa ôn, vừa ứng dụng cái ngữ pháp mình học rồi vừa từ vựng luôn. Hả? Vừa ứng dụng ngữ pháp học, vừa ôn từ vựng, vừa ôn luôn cái bài. Từ ha. Thực ra còn một đống cái câu bên dưới dùng luôn cả ngữ pháp và từ vựng giống như bên trên luôn. À, ví dụ như xu hướng chung cũng có cái câu y chang như vậy luôn. Cũng là số ứng cử viên được tuyển dụng. À, cũng là con số người đó, mình đã quan hệ mà làm việc trong sales, computing and nursing nè. Đó. Thì đó. Tăng thông qua chu kỳ thiên thì nó cũng có mệnh đề quan hệ đó các bạn, thấy chưa? Câu nào cũng xài là ngữ pháp các bạn thấy chưa? Thì chàng luôn. Sẵn ứng dụng, sẵn ôn bài, sẵn học từ vựng luôn đó. Rồi những cái ngữ pháp của liên từ như là trong khi đó với chữ tự nhiên và chữ mặc dù là có luôn nha. Đợt tới mình học luôn tại vì cái ngữ pháp này là có trong cả cái phần viết viết phần 2 á, viết tiểu luận nữa nè. À, sẵn mình học mình ứng dụng như luôn. Vừa phần 1 với phần 2 luôn. Thấy chưa các bạn, học là ứng dụng luôn đấy. Rồi ghi đi các bạn, nhớ ghi 3 câu lận nha. Thảo ghi 3 câu nha. Well, private street figure 4. Thùy nhớ là cái phần mở bài mà câu đầu tiên mới đầu giới thiệu vô biểu đồ thì không ghi figure nha. Tại biết sao? Figure nó là nhắc lại, đại diện lại cho cái số liệu đã được nói trước đó. Tại vì cái chữ figure nó chỉ dịch là số liệu thôi thì đương nhiên mình phải biết số liệu gì đúng không? À, cho nên là figure không viết ở mở bài ha. Mà giống như là phải có nói một lần về số liệu là gì, ví dụ phần trăm hay là con số gì đó. Thì cái vế sau mình mới viết là figure để tránh trùng chữ á. Đó, cái đó thầy nhắc cả lớp luôn ha. Với Quỳnh nói nữa là thứ có thể tuần sau hoặc là đầu tháng 11 có cái lớp bên Anh Văn Giao Tiếp Phản Xạ. Cái này bữa thầy có nói bên Thuyết. 100% tiếng Anh phản xạ luôn, là chỉ chú trọng vào vấn đề nói, tương tác cao, là 100% luôn đó, chỉ nói thôi đó. Thì thầy mở cái lớp đó và các bạn, nhất là các bạn chưa cứng còn yếu thì vô học luôn nha. Thì lớp đó là chắc trước mắt là bên quận 10. Là cái tiết mà nền tảng ban đầu đó, thứ 2, 4 đó. À, nhưng mà các bạn dồn online hết trơn dưới qua, cho nên sẵn trống cái tiết đó chuyển qua lớp nền tảng luôn, lớp phản xạ tiếng Anh luôn, học tiếng Anh phản xạ đó, giao tiếp phản xạ đó. Thì đây chính là cơ hội cho các bạn nói, tập nói phản xạ được nhiều luôn, kể cả giao tiếp lẫn lấy bài IELTS nói luôn. Còn như là tăng tiết nói, và cái đó là nói mỗi tuần luôn đấy. Thay vì lúc trước là tới tuần nói mình mới nói đúng không, nhưng mà đợt này là nói mỗi tuần luôn.
thì các bạn bên IELTS lấy vô nói luôn, nói với thầy, nói với các bạn khác. Đã là phản xạ thì cứ chú trọng vô cái vấn đề phản xạ trước nha. Rồi bạn nào ở cái phía phạm vi giao tiếp thì không cần phải nặng về vấn đề ngữ pháp từ vựng. Có nghĩa là thầy dạy luôn cái phần giao tiếp đó. Còn bạn nào lấy cái phần bài IELTS của mình vô tập phản xạ tốt luôn, nhưng mà sẽ có chú trọng về ngữ pháp từ vựng chút xíu. Và chú trọng về cái đó thì đúng chương trình học của mình, nhưng mà cái time đó sẽ là để phản xạ và đương nhiên kết hợp với giao tiếp nhé. Cho nên đây sẽ là cái cơ hội cho các bạn nói nhiều và chắc chắn phải bắt cho các bạn nói không có bị nhát nè. Vàng chuẩn bị có khả năng là tuần tuần sau là sẽ tập nó phản xạ luôn nè, tốt cho IELTS luôn, đương nhiên là cái đó chắc chắn là tốt rồi. Tập nó phản xạ là cái là chắc chắn là của là nói cả giao tiếp với IELTS luôn mà. Thì đương nhiên IELTS thì nó sẽ nặng về vấn đề ngữ pháp từ vựng nữa, nhưng mà thành ra cái phản xạ nó sẽ là chung luôn, nói được hết. Thì lớp đó là chủ yếu là dạy giao tiếp thôi, nhưng mà cứ lấy bài vô nói hết. Tại vì cái phần speaking IELTS phần 1 đã là nó giống giao tiếp rồi. Nhưng mà chắc chắn là bài giao tiếp thì nhẹ hơn rất là nhiều. Và bên đó thì mình sẽ trọng tâm về vấn đề là tập phản xạ là nhiều. Ngữ pháp với từ vựng sẽ đi đi đằng sau. Thì bạn nào nếu mà có lấy bài IELTS ra nói thì mình sẽ chú trọng nhiều ngữ pháp từ vựng chút. Mà có ai giao tiếp thì không, thậm chí không cần luôn. Ý là không không cần phải quá chú trọng nặng, mà mình sẽ để mình chỉnh từ từ để nghiêng về nói được cái đã. Và cái này là hầu như thầy thấy và đúng thực tế luôn, hiện trạng chung luôn là ai cũng bị yếu, ngoại trừ các bạn khá và các bạn giỏi ha, thì cái đó không nói rồi, nhưng mà các bạn mặt bằng chung ha, trung bình với yếu thì yếu thiệt, ít nói quá, do lúc nói cũng không chịu nói luôn, kêu không chịu nói, cho nên đây là mỗi tuần luôn. Thì cái đó thì bạn nào muốn muốn thứ hai tư là bên quận 10 đó, bạn nào học thì qua luôn, sẵn được học giao tiếp luôn, đúng là sẵn được học giao tiếp luôn đó, là cái lớp như vậy là tạo cái môi trường là nó phản xạ đó. Các bạn qua qua đó nói để lấy bài gì nói cũng được. Có cái bài giao tiếp riêng rồi, các bạn muốn lấy thêm bài IELTS phần 1 nói cũng được, phần 1 thôi cũng được đó. Nói chung thì mình sẽ chú trọng về vấn đề phản xạ bên đó. 24 ha, ai muốn apply hiện tại thì chắc mới mở apply thôi, mới có thời gian bên đó thôi. 24 quận 10 với lại thứ sáu online ha. Thứ sáu online sẽ bắt các bạn nói đó, cho nên sắp tới là sẽ cho các bạn nói nhiều vô, ai nói thì cứ vô ha. Vàng là chắc chắn bị nói nè, ở diệu nữa nè, bắt nói nè. Đợt này có phản xạ, có nói phản xạ đó, lúc trước chưa mà đợt này có nha. Dụ như qua bên B nói không được, không có thời gian thì nói thứ sáu cũng được, online bắt lên nói mỗi tuần luôn. Thôi nói chung thôi gì viết cứng rồi, đúng rồi, off với on luôn, giống như tuyết á, là hai tiếng off với một tiếng on. Ủa sao bạn nào rớt vậy? The power over. Chưa sửa bài đi đâu mất tiêu. Đó, thầy bảo báo chung như vậy là sắp tới mình làm luôn nhé. Lớp đó thì chỉ để giao tiếp thôi. Nhưng mà các bạn muốn lấy bài LCO nói, cứ nói luôn, tập phản xạ luôn. Gò ngữ pháp từ vựng lại. Còn bên giao tiếp thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Thì các bạn muốn qua cứ qua, tại vì 24 bên quận 10 có tài liệu giao tiếp riêng luôn, anh văn mỗi ngày với anh văn đi làm á, là muốn lấy em, nói chung là môi trường chủ yếu là nói mà. Đợt này có cơ hội mới nha. Đúng rồi nè, mới ý theo vi cứng giờ là bắt nói chuyện với nhau luôn á, chủ yếu là nói thôi á, cứ nói tới nói luôn hoài á. Sẽ không giảng bài nhiều mà chủ yếu là nói á, mỗi tuần luôn, 3 buổi một tuần luôn á, sẵn trống tiếng đó thầy sẽ đẩy qua lớp phản xạ luôn. Thì phản xạ là cứ nói thôi. Giờ gòn ngữ pháp từ vựng rồi, đã là phản xạ mà. Thì bạn nào bên cái phạm vi giao tiếp thì sẽ không nặng về ngữ pháp từ vựng nhiều nè,
Còn bạn nào có nói bài IELTS thì sẵn lấy để mình gọi luôn. Thoải mái. Ok, đúng rồi. Thôi, tới đây rồi ha các bạn. Ngày mai thì như kế hoạch vẫn như cũ ha, đầy đủ về ngữ pháp và câu viết, nó còn cả một cái bài bên dưới. Chung cái ngữ pháp hôm nay mình học và mình sẽ ứng dụng viết tiếp ha. Tại vì mục đích ngữ pháp này để xài viết luôn mà. Và nói luôn ha. Rồi, vậy thôi tới đây ha các bạn. Mai tiếp. Rồi, chào các bạn.